Trong phiên xét xử ngày 23 tháng 7, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, bày tỏ mong muốn dùng toàn bộ tài sản tích lũy sau 20 năm lập nghiệp đang bị phong tỏa để khắc phục hậu quả. Ông Quyết cũng cho biết tại thời điểm ông bị bắt tạm giam, toàn bộ giá trị các cổ phiếu do ông sở hữu gần 5.000 tỷ đồng. Trên thực tế, sau khi ông Quyết và những người có liên quan bị khởi tố, các công ty trong hệ sinh thái FLC hầu hết đều khó khăn. Nghĩa vụ công bố thông tin cũng không được đảm bảo vì nhiều lý do, khiến nhiều cổ phiếu họ FLC liên tiếp bị hủy niêm yết bắt buộc. Theo báo cáo quản trị mới nhất của FLC, tại cuối năm 2023, ông Trịnh Văn Quyết sở hữu hơn 215,4 triệu cổ phiếu, tương đương 30,34% vốn điều lệ công ty này. Trong trường hợp được phép giao dịch trở lại, số cổ phiếu FLC ông Quyết nắm giữ tương đương hơn 750 tỷ đồng. Sau khi các lãnh đạo FLC bị khởi tố, việc kiểm toán của doanh nghiệp này bị đình trệ. Tập đoàn này cho biết rất khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán. Sau khi tìm được kiểm toán, lại phát sinh việc thất lạc hồ sơ, tài liệu, chuyển trụ sở văn phòng, phải liên hệ nhân sự cũ làm rõ. Đến nay, cổ phiếu vẫn chưa hẹn ngày giao dịch trở lại. Tại BOS, ông Quyết sở hữu 3,15 triệu cổ phần, tương đương 3,2% vốn công ty. Quy đổi tương đương tiền, số cổ phiếu ông Quyết nắm giữ còn hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Quyết cũng nắm hơn 7,6 triệu cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC. FLC, GAB, AOT đều nằm trong nhóm 5 cổ phiếu ông Quyết cùng đồng phạm thao túng. Hai mã còn lại gồm AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và HAI của Công ty Cổ phần Nông dược HAI. Ngoài GAB, 4 mã còn lại đều ngưng giao dịch ở vùng giá 1.000 đến 3.000 đồng mỗi cổ phiếu. Ngoài nắm giữ các cổ phiếu đại chúng, ông Quyết cũng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý vốn và Tài sản FLC Holding, FLC Homes, FLC Travel.